Đây là một con máy với những thông số ấn tượng, cực kỳ ấn tượng đó. Thì bình thường ấy, những người dùng mà họ không quá biết nhiều về một cái thiết bị nào đấy thì họ sẽ thường sử dụng lý trí, tức là nhìn xem những con số, những cái thông số nó có ấn tượng hay không để mà quyết định. Và mình nghĩ là mọi người cũng như thế thôi, nhưng mình cũng thế này, mình không biết về cái gì thì mình sẽ thường chủ yếu dựa vào những cái con số, cái gì đấy nó rõ ràng một chút để mà đánh giá xem có nên mua hay không. Nhưng mà với smartphone thì những thông số và những trải nghiệm thực tế nó sẽ là khác nhau một trời một vực. Và mình đã có một thời gian trải nghiệm em này, qua bao nhiêu là mọi nẻo đường, rồi qua cả Trung Thu, cô đơn vãi. Nhưng mà may vẫn có con Oppo A9 2020 vừa được ra mắt của Oppo. Thì liệu rằng em này trải nghiệm thực tế nó như nào thì hãy cùng làm rõ trong video nhé. Hiện tại anh em muốn mua smartphone với giá hơi, giá ngon, giá rẻ thì hãy nhớ ghé thăm trang web của Bạch Long Mobile để có thể tham khảo nha. Đầu tiên thì mình sẽ nói về trải nghiệm sử dụng máy. Thì đây là một cái mặt mà cá nhân mình là mình không thấy thực sự là ấn tượng và có phần là hơi có không có vui về em này. Máy thì có những cái phản hồi khi mà mình vuốt này, chạm hay là mở ứng dụng thì ở mức không tốt. Mình mở ứng dụng này, bật đa nhiệm thì nó có delay và có thể nhận ra được ở cái mắt thường. Khi mình vuốt ở trong phần đa nhiệm hay là đơn giản là ở trong cài đặt hay là Facebook thì cũng có những cảm giác máy nó kiểu u lì kiểu gì ấy. Thì sau đấy mình tìm cách khắc phục bằng cách là kiểu tắt đa nhiệm để vì mình sợ là nó tràn RAM mà. Nhưng mà nó vẫn không hết, mà nghĩ lại thì cũng vô lý bởi vì em này được trang bị tận 8GB RAM thì nó tràn sao được đúng không? Sau đó thì mình thử để một thời gian xem là nó có giảm bớt tình trạng này hay không, máy ổn định lại xem có giảm không thì nó vẫn và khi mình tắt nguồn khởi động lại thì tình trạng này bất luôn. Quá trời. Xong sau đấy mình sử dụng một thời gian nữa lại có cái tình trạng tương tự như thế này xảy ra với máy tiếp tục. What the fuck, lần hai. Mình tin rằng là mình sẽ chỉ là một cái trường hợp nó xấu số nào đấy trong hàng triệu máy ngoài kia, nhưng mà dù sao cũng là trải nghiệm xấu thì mình sẽ sâu ra. Và mình nghĩ rằng là cho một vài cái bản update phần mềm khi máy ổn định rồi thì nó sẽ ok. Bởi đầu tiên ấy là một người dùng không biết gì về thông số, không biết gì về cấu hình và có trải nghiệm như mình thì họ sẽ có một cái ác cảm nhất định với cái nhà sản xuất này nói chung và con Oppo A9 2020 nói riêng, đúng không? Và thứ hai là thông số của em này thì không hề tệ. Snapdragon là gần 665, 8GB RAM và 128GB nội trong. Thực ra là không phải không tệ đâu, mà là nó cực kỳ ấn tượng luôn đấy. Snapdragon là gần 665, không mạnh, không ấn tượng, nhưng nó vẫn cực kỳ ổn trong tầm giá. Bởi hiện tại nhá, những con máy tầm trung nửa cuối năm nay thì đa số các nhà sản xuất sẽ đều sử dụng chung một con chip này. Và về cái sức mạnh chơi game của em này thì có lẽ là mình không cần bàn nhiều nữa, bởi đã những cái video mà có test trực tiếp em này cũng như là những con khác sử dụng 665 thì anh em đã xem rồi đúng không? Còn nếu không xem thì hãy nhớ lục lại kênh để xem nha. Tiếp theo, 8GB RAM, 128GB bên trong, to đúng không? Cực kỳ to luôn. Thì đây là một con số mà họ sử dụng để làm truyền thông cũng như là đánh vào cái tâm lý trực tiếp của người dùng như mình nói ở đầu video, tức là thích số to, thích cái gì to thì mọi người thấy đã. Với bộ nhớ trong 128GB thì ngoài những anh em có cái số lượng lưu trữ, cái nhu cầu lưu trữ nó lớn thì có lẽ là bình thường sẽ không có quá nhiều người có thể sử dụng hết trên một con smartphone. Và thêm nữa thì em này cũng có thể trang bị thêm thẻ nhớ ngoài micro SD nữa nha. Phải chi mà Oppo giảm xuống tầm 6GB RAM, 64GB nhớ trong và tăng con chip lên tầm Snapdragon 710 loanh quanh đấy thì mình nghĩ mình thích hơn, cá nhân mình là như thế. Nhưng mà Oppo họ lại không thích như thế, họ không nghĩ như thế. Và nếu mà làm như thế thì nó quá giống con Oppo K3 rồi đúng không? Đây là những cái thứ mà họ đánh đến con số ấn tượng để làm truyền thông. Nhắc nhẹ một chút về phần mềm nữa thì em này vẫn sẽ chạy ColorOS trên nền Android. Oppo A9 2020 thì vẫn sẽ thế thôi. Anh em nào thích thì cứ thích, mà không thích thì thôi, anh lựa chọn máy khác. Nhưng mà cái thứ mình muốn nói lại không phải là về màu sắc hay là phần độ sáng hay là phần góc nhìn các thứ, mà lại là cái độ phân giải màn hình của em này HD cộng với một kích thước là 6,5 inch. 6,5 inch không phải là một cái kích thước nhỏ nha, và mình phải nói rằng nó cấn vãi đấy, không đùa đâu. Với màn hình kích thước khá là lớn như thế này thì mình có thể nhìn rõ những cái điểm ảnh, những cái pixel khi mà mình sử dụng hàng ngày, cả những cái dòng chữ này hay là icon ở trên màn hình chính thì mình cũng có thể thấy rõ luôn nha. Có thể là dùng quen rồi ấy, thì không quá để ý, nhưng mà lâu lâu lại cứ nhìn vào những cái pixel như thế thì mình kiểu tầm 6-7 triệu mà như thế này thì mình lại khá là khó chịu. Và anh em nào mà muốn mua con máy có màn hình ngon lành, đẹp trong tầm giá thì thôi, bỏ qua con này.
cái phần màn hình mà mình vừa chê về cái độ phân giải này ấy, thì lại nằm trong một cái tổng thể mà con máy có thiết kế và theo mình là nó bắt mắt. Máy thì dày nhưng mà viền làm bo và khá là mượt nên là mình nhìn thì cũng không phải dày, mà cầm thì cũng vừa tay, không khó chịu. Tức là về phần kích thước hay là độ dày thì mình không hề cảm thấy khó chịu ở em này. Nhưng mà nếu anh em cầm lâu thì nó sẽ không thoải mái lắm đâu, bởi vì phần cái chuyển khung giữa phần lưng và phần viền thì nó không được làm nuột và cũng sẽ hơi cấn nha. Và máy cầm thì cũng sẽ hơi nặng tay một chút, bởi vì em này cũng có viên pin dung lượng rất là lớn, tầm 5000 mAh. Mà được cái là Oppo làm cái phần màu sắc hay là các đường cắt, các điểm nhấn nhỏ nhẹ ở trên máy thì nó vẫn tinh tế và vẫn hút mắt như thường lệ. Những cái điểm nhấn nhẹ ở nút nguồn này hay là cái đường chạy nhỏ chạy dọc thân máy, nó không thân thiện với tay nhưng mà lại thân thiện với mắt. Cái lát cắt CNC nhỏ ở phần cảm biến vân tay hay là cách sắp xếp các chi tiết dọc theo thân máy thì nhìn nó rất là cân đối luôn. Cái phần màu sắc ở trên máy thì cũng được làm theo kiểu nó khá đẹp mắt đấy chứ không phải là đơn điệu. Còn anh em mà quan tâm đến camera thì sao? Có nên mua em Oppo A9 2020 hay không? Máy sẽ có một cụm 4 camera, lần lượt có độ phân giải là 48 megapixel này, góc rộng 8 megapixel, đo chiều sâu 2 megapixel và mono 2 megapixel. Camera chính của máy nha, cho cái ảnh rất là tốt. Những cái điều kiện ánh nắng chan hòa, cỏ cây tươi xanh như này thì mình có thể sâu một vài bức ảnh để anh em có thể thấy trực tiếp chất lượng. Tuy nhiên một vài trường hợp thì màu sắc lại có thể hiện là nó hơi sẫm ở lúc trưa nắng, nhưng mà mình nhìn lại như kiểu buổi chiều ấy thì nước ảnh nó kiểu nhìn nó buồn buồn chiều sông Hương ấy. Ở những bức ảnh với những cái ánh sáng phức tạp thì bắt đầu sẽ bị biệt lại. Và những bức ảnh này thì mình nghĩ là khá là khó để dùng, nhưng mà không thể nào đòi hỏi được với mức giá này ở những cái điều kiện cực kỳ khó như thế. Đây là hình ảnh khi mình chụp camera bằng góc rộng thì nó cũng cho lại cái chất lượng là nó ngon lành đấy chứ, không phải là chỉ trang bị cho có đâu. Buổi đêm thì mình cũng có cầm em này đi chụp loanh quanh cho nó vui, thì Oppo công bố họ có chế độ chụp đêm 2.0 và thực chất thì mình thấy là chất lượng nó cũng sẽ cải thiện hơn hẳn khi mà bật chế độ này nha. Đặc biệt là cái phần chi tiết và ánh sáng thì ảnh thể hiện là nó sẽ ngon lành hơn, nhưng góc ảnh sẽ hẹp hơn và màu nó sẽ không đúng so với thực tế nữa, có phần nhợt nhạt đi. Nhưng mà nếu anh em muốn chụp chân dung thì sao? Bởi vì năm nay họ trang bị đến 2 camera để hỗ trợ chụp chân dung mà. Thì mình thấy là ảnh ở đây nó cũng tốt đấy chứ, kiểu màu sắc nó lên khá là đẹp, mặt da thì được cà mịn màng. Tình trạng lẹp hay là cảm giác giả ở cái phần xóa phông nền phía sau tất nhiên vẫn có, và tất nhiên và đây là đặc điểm chung của những con máy mà sử dụng phần mềm để xóa phông, chứ anh em đừng có trách nó quá nhiều nha. Với anh em mà sống ảo nhiều bằng camera trước thì máy làm tốt, bởi vì nó cà da nó nhẹ nhưng mà vẫn để lại cái chi tiết. Cả ở đây là khi mà mình chụp ngược sáng thì vẫn lấy lại rất là nhiều chi tiết nha. Chụp thiếu sáng thì thêm filter sẵn có, ảnh vẫn ở mức tốt, có thể dùng sống ảo được đấy. Và mình hoàn toàn với những gì mà camera trước của em này thể hiện. Với quay phim Full HD thì chống rung nó được cải thiện đấy, nhưng mà vẫn không tốt. Nên là khuyên anh em, nếu dùng em này để quay thì đừng có đi lại nhiều, còn nếu có thì cần phải dùng gimbal để mà giữ chắc nha. Đây này, chi tiết nào? Em gọi từ mình là đi bộ thôi, không có gì đâu nha. Và camera của em Oppo A9 2020 thì mình đánh giá xuất sắc là không, nhưng mà đủ dùng là đủ dùng đấy. Anh em nào muốn một camera phone đẹp nhất trong tầm giá thì mình nghĩ là có những sự lựa chọn khác ngoài kia. Còn nếu mà anh em không phải là tập trung mỗi mặt này mà có một cái trải nghiệm đồng đều thì em này vẫn cho mình một cảm giác là an toàn. Đặc biệt là những bạn nào mà sử dụng camera selfie là chủ yếu ấy thì đây là một sự lựa chọn tốt. Về pin thì đây là một điểm mà thực sự là mình yên tâm, cực kỳ yên tâm khi sử dụng em này, bởi đơn giản là họ đánh mạnh vào cái mặt này cơ mà, nó có đến 5000 mAh và cả màn hình HD cộng nữa. Thì trong quá trình dùng thì mình gần như là quăng vật nó và chả hề để ý xem là nó còn bao nhiêu phần trăm pin, bởi vì 5000 nhá, thực sự là một con số lớn với những người dùng có những tác vụ cơ bản mà không quá nặng nề như mình đâu. Chính xác thì có một lần là mình dùng 2 ngày mà nó vẫn còn là 21% pin. Thì mình là dùng ít nên như thế, còn anh em dùng nhiều thì mình nghĩ rằng là nó nặng lắm ấy thì tầm 1 ngày vẫn là thoải mái. Đó. Nhưng mà sạc em này lại là sạc 10W, không phải sạc vốc, sạc nhanh gì cả, nên là anh em sạc, nếu mà sạc 10 ngày mà ngồi chờ nó sạc ấy thì cổ bắt đầu dài ra. Còn nếu anh em mà cần những con số thì bên mình đã có một cái bài test pin trực tiếp với em này. Trong bài test pin bọn mình thực hiện thì máy sử dụng được 13 tiếng các tác vụ hỗn hợp và thời gian sạc đầy pin thì phải nói như mình nói đấy, nó cực kỳ là dài, tức là ở mức là 3 giờ 45 phút, gần 4 tiếng, không phải là con số nhỏ đâu. Tuy nhiên anh em dùng nó sẽ khác nha, đơn giản là bởi vì những cái tác vụ hàng ngày anh em dùng nó sẽ khác, thì bọn mình sẽ chỉ đưa ra những con số để chứng minh được rằng là nó có một cái thời lượng pin là trâu bò, cũng như là cái độ lì đòn trong quá trình sạc mà anh em có thể chờ. Và kết luận lại thì mình thấy rằng là A9 2020 là một sự lựa chọn nó phù hợp cho đa số người dùng, bởi vì nó thể hiện các mặt nó rất là đồng đều. Đặc biệt là anh em nào mà thích kiểu là đầu tiên là camera selfie để mà tự sửa hàng ngày, thứ hai là về pin cực kỳ trâu bò, thì đây sẽ là một sự lựa chọn mà anh em
em cực kỳ là phải cân nhắc. Còn về cái vấn đề phần mềm mình đã nói ở đầu video hay là cái chất lượng màn hình HD cộng thì bạn nào không quá khắt khe thì có lẽ là sẽ chấp nhận được, cũng như là phần mềm thì có thể là update về sau. Đó là những cái trải nghiệm thực tế của mình với con Oppo A9 2020. Còn anh em thì sao? Anh em nghĩ rằng là với những cái thông số ấn tượng như mình đã kể, như ở 5000 mAh này, 8GB RAM, 128GB trong, những cái thứ họ đánh vào thì có đủ sức làm mọi người bóc hộp bao ra để mà đưa em này về không, thì hãy nhớ comment phía bên dưới nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại trong những video sau. Tạm biệt.